Xin chào tất cả các bạn. Mình là Nam Khánh. Bây giờ mình sẽ cho các bạn tham quan khu du lịch Bây giờ bố mình đang đi mua vé để quầy bán vé. Thế nào thì hợp lý vậy? Dạ, cái đó thì tùy chuyện thôi, nhưng mà em sẽ tư vấn là với cái combo thì anh, 5 giờ sáng là kiểu thời tiết thuận lợi thì khoảng cái giá mình đặc biệt chơi các nhà chơi đó chị. Còn mình sử dụng combo buổi chiều á. Chị chỉ đi thăm thú với cả cho thú ăn uống các thứ thôi. À, thế là mình không thì mình mua vé lẻ và mình mua vé xe rồi mình đi mình vào mình nói mình thích trời nào làm thì mình chơi trời đó mình tính tiền tải. Thì xe sẽ theo mình đi suốt chương trình đúng không? Ok, thế thì chị cũng khỏe với cả xe điện. Sao anh quay cô? Xe ngựa nhé, đi xe ngựa hay là xe điện? Xe ngựa nhé. Xe ngựa. Xe ngựa. Dự nhá, mua thành công mua thành mua 4 người đâu, mua sao chỉ có người lớn chẳng chỉ con thành công thôi, gì mua cả 4 người thì. Đây. Bây giờ bọn mình sẽ vào cổng. Bây giờ bọn mình sẽ vào cổng. Bây giờ mình sẽ bước vào cổng. Bây giờ mình sẽ đi. Đây, mình đã chọn xe ngựa để đi rồi. Con phải để cho em nói cái gì vậy chứ? Con chẳng nói cái gì à? Không phải không? Không có. Nói, để cho em nói nữa. Đây là xe ngựa này, con ngựa đằng trước nha. Còn đây là bác tài xế nha. Ngủ sau hết à? Bác lại con ngủ sau thì cũng chưa. Ngủ chưa à? Ừ. Đúng lắm chắc béo. Xin chào các bạn, đây là Safari của Quy Nhơn. Mình đang ngồi trên xe ngựa. Đây hả? Rồi, em anh xuống đây xem quen 5 con cọp nè. Bắt ăn cọp nha, mình bước lên bắt tường đây hai sư tử trắng. Bắt hai sư tử trắng bước lên là bốn con gấu, xong lên một bầy gấu trá nữa chia chờ cho nó nha. Dạ vâng. Để biết ngã thêm rồi. Đây cọp. Wow. Mọi người ơi. Ui. Đây là một con hổ nè. Để xem nói gì. Tôi cũng đang nói mà. Ui con hổ kìa. Ui em bên này. Hai con luôn. Đây là con hổ. Hổ văn đấy các bạn ơi, có hai con thôi. Tí nữa sẽ có một cái chuồng khác, nói đi. Tí nữa sẽ có một cái chuồng khác nhưng mà nó ở ngoài. Các bạn thôi, đừng có sợ nhá. Đây để xem công nào. Hai con công đang ở đây rất là đẹp. Mọi người ơi, đây là một cái suối để cho hổ uống nè. Còn phía kia là hai con hổ, hai chú hổ rất dễ thương, đúng không? Cho nên hổ sẽ xuống đây tắm này. Con sư tử nhỉ? Tí nữa mình sẽ đi cho con sư tử nhé.
anh Xu luôn đi đằng sau em để quay em nhá. Nói nha, quay. Đây là con sư tử. Sao làm tím luôn. Máy nó bể gần quá. Xa quá. Ô đây là con gì màu trắng kia. Mọi người ơi, gì đang nằm ngả ra vậy? Kia là con gì kia? Hả mọi người? Mọi người ơi. Nước này để nó uống nha. Đây là hồ bạch. Bạch. Đây là hồ bạch đấy mẹ ơi. Sư tử trắng. Hai con gọi là sư tử trắng. Hai con gọi là sư tử trắng nha. Đây. Rồi mình sẽ đi tiếp nha. Mình đi tiếp thì là rồi. Con sư tử nó đang ngủ chưa? Hai con sư tử cơ. Nhưng mà con sư tử kia thì bọn mình không thể tìm thấy được. Còn chị mình chỉ thấy con sư tử cái thôi. Thôi, còn mình sẽ đi tiếp. Đây là con chim nha. Đấy con chim. Đấy con chim là cực các bạn. Ê, đây là con vịt nha. Con vịt xuống. Hả? Xuống. Đây là chú đây này. Để chú lấy cho. Đấy, còn hai người chung rồi. Wow. Đây thức ăn cho cá nhé các bạn. Bố mình đã mua thức ăn cho cá. Cháu ngã nhà cũng không? Nánh chờ, nánh cái mũi. Đưa bố quay cho em nè, đưa đây. Đổ hay đổ hết cái đấy nha. Nó gặp chân này là đổ. Kéo thử vào trong con, kéo được cái hộp đấy vào trong. Thank you.
con chờ, con có cho tay lên vẹt không? Cho vẹt lên tay không? Sợ đi thôi để mẹ làm. Con 20.000 một lần. Con gì nhỉ? Lần trước mẹ làm con cái lại bàng. Con chưa con vẹt. Tay nè. Này bố chuẩn bị máy cho mẹ. Ủa kìa. Mình chụp ở ngoài nó sẽ đẹp hơn. Ờ ok. Không gian rộng hơn. Chụp đây hả? Đây đi. Ui. Xu này. Không quay em đi. Quay em không đi. Em quay mẹ, đứng lên mẹ, đứng cạnh mẹ nào. Đứng cạnh mẹ. Đứng lên em. Nào Xu có muốn đứng cạnh mẹ không? Thì đi qua đây. Ngửa tay lên. Mẹ để như này chứ. Là chung mắt. Chung mắt thì sợ nó bị ấy không? Vẫn sáng. À nó có mổ ở mặt không? Không mổ. Thế nào? Thấy sắp bóng. Ừ, phải ra nắng. Để cứ di chuyển. Kem đi ra con, kem đi ra. Kem nói chuyện. Đây là mẹ mình đang chụp ảnh. Sao không quay cho mẹ đi? Quay đi. Đang quay mẹ chứ. Ra đây con, kem ra đây. Nào. Sợ. Đây, không sao đâu. Quay con quay con chưa quay. Thì xui ra con. Đi ra sao bố? Ra đây, con đứng, sẽ đánh em. Nào, con ra đây nào, kem ra đây. Con ra đây, mẹ cho con đi găng tay này, con sẽ đỡ nó. Mẹ sẽ để nó đứng vai con, để con đi găng tay. Nè, kem cho con, cho con, cho con. Con bỏ cái máy ra cho em. Em cầm máy. À quên quên để cho chú đã. Chú cho đổi tay em bé. Được. Mẹ cho mẹ cầm nào. Rồi. Nha tao. Mọi người ơi, còn đây là voi. To không? Còn đây là hồ nước của nó, nó hút nước này. Em chỉ đâu có quay đấy cứ nhìn đâu. Kìa. Chúng thò tay vào lấy con nó rơi cả máy luôn. Kìa mới là hồ nước. Kìa là hồ nước. Còn nó hút nhá. Nhìn thấy mình nó đang đi ra đây này, nhưng mà lại không có thức ăn cho nó. Đấy, con quay cái gì ấy, Su? Quay cái gì chứ? Đang quay nó. Mà bố đừng nói nhá. Con voi nó đang đi á. Từ lúc con mới quay với em thôi chứ. Đi thôi nè. Nhanh lên để mẹ chụp. Nó đi ăn cỏ mất kia. Ngồi xuống.
buông cạnh nó. Ôi xa quá, mẹ không chụp được vào đây. Thế có làm gì con đâu mà. Bé ơi, đừng có đi. Em kéo mạnh nó lên là được. Đấy. Ok, em lùi lại, nó đang ăn con ơi, nó đang ăn. Con lùi lại. Con dẫn nó xuống đây. Đấy, nó ăn cả cái trên tay con kìa. Đấy, con ngắt cái lá đấy cho nó ăn. Nó thích cái lá đấy đấy. Cái lá dài dài ấy em ạ. Đấy, em ngồi xuống, em ngồi xuống cho nó ăn. Đấy, cái gì phải đứng. Xuống ngồi xuống chờ nó cho nó ăn. Xuống ngồi xuống. Ngồi xuống. Em lại đi. Thôi cho nó xuống nhá. Vâng. Xuống đi. Dắt nó xuống. Kéo nó xuống. Lá cho nó. Kéo nó xuống ra. Vẩy đi con. Vẩy thức ăn ra khắp nơi đi. Bố câu nó không ăn ở tay mình đâu, bố câu nó rất là nhát. Như là cái con này đấy, con này nó dọa cả bố câu mà. Cái con chim xanh kia đây không cần nó ra kìa. Không bay. Chị sợ mấy con chim này nó sẽ không phản đi. Con chim cái cụt kia sao cổ nó béo thế nhở, người nó rụt nhở, người nó béo ú có nhìn không? Nơi nào? Đây ngay đây. Mấy con béo đầy này. Cổ nó béo ú đấy, này xuống nhìn đây. Đây đang trống ấy, đang kêu. Đây. À đang trống. Ấy nó mổ, ui nó mổ. Nó có độ sâu rồi đấy mà. Này nó mổ một mổ hết hay không? Chứ con này nó mổ ở dưới này nó lại hơi khó đúng không? Cho ăn phải ra người kia nè, ăn chỗ này chắc nữa là thấy chai chỗ này thấy chai chỗ này hết. Đấy, chú bảo ra kia rồi với chú kìa, chạy theo chú đi. Con ném bên này nè con. Ném bên này.